Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Và chiếc đồng hồ này gần như là tại thị trường Việt Nam mình kiếm được những cái mẫu đồng hồ mà mặt đồng xu rất là khó. Và hơn thế nữa, đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ đồng xu zin nguyên bản anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể chiếc đồng hồ này và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Trước mắt anh em là chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, và chiếc đồng hồ này mang thương hiệu Zmarric, và đây là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng làm những cái phiên bản chiếc đồng hồ mặt đồng xu rất là giá trị. Và thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này như sau: khung vỏ thì được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây và được sản xuất chính hãng tại Thụy Sĩ, và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Rất là cổ điển giá trị. Và anh em chơi những cái chiếc đồng hồ lên dây này nó rất là bền bỉ. Và hơn thế nữa, đây là một trong những cái phiên bản đồng xu giá trị và hiếm tại thị trường Việt Nam. Tổng thể của chiếc đồng hồ này zin nguyên bản anh em nhé, trừ dây và khóa. Dây và khóa cũng là một sợi dây tây đi cùng đồng hồ từ bên nước ngoài về anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái dial nền mặt. Một cái nền mặt zin anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Có một cái biểu tượng nữ thần tự do Liberty. Và các cọc số là các cọc số hình bông hoa. Rất là cổ điển. Và đeo những cái chiếc đồng xu này, tại sao nó tại thị trường Việt Nam mình, tất cả các anh em sưu tầm rất là muốn sở hữu những cái phiên bản đồng hồ mặt đồng xu này, bởi vì đeo lên tay nó mang lại những cái nét may mắn, tài lộc và rất là hiếm có anh em nhé. Chiếc đồng hồ này có những cái nét cổ điển riêng và những cái nét vintage riêng, với cái size mặt dial là 34mm, rất là chuẩn size vintage xưa, và đáy được làm từ thép không gỉ. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể zin nguyên bản anh em nhé. Và anh em hãy xem video cận cảnh những cái chiếc đồng hồ giá trị này, bởi vì kiếm được trên thị trường Việt Nam mình mẫu thứ hai cũng rất là khó anh em ạ. Và bộ máy lên dây còn rất là mới anh em nhé, với 17 chân kính. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây. Đây là một cái sợi dây da tây, cũng rất là giá trị anh em ạ. Và nó đi kèm với đồng hồ từ bên nước ngoài về, nguyên bản, com nết về. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc đồng hồ này. Anh em nào đang cần tìm một cái mẫu đồng hồ đồng xu thì hãy đừng bỏ lỡ chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đeo nó rất là vintage và cổ điển. Và một cái nền mặt zin rất là khó kiếm được. Với cái thiết kế hai kim này thì một cái phiên bản đồng hồ Liberty này thì anh em thấy không? Rất là hoài cổ và đeo lên tay rất là nhã nhặn. Và em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào mà chưa có chiếc đồng hồ này thì hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại ở phía bên phải màn hình video. Và một cái chiếc đồng hồ này thì nó không chống được nước anh em nhé. Và anh em nào mà yêu thích cái chiếc đồng hồ Liberty này thì lên cho em giá em giao lưu là 6.800.000 đồng cho một chiếc đồng hồ giá trị và cổ điển, mang những cái nét vintage xưa rất là cao. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.